Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Bayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đề xuất giảm bớt thủ tục khi mua nhà ở xã hội. Xuất hiện tình trạng bán tháo homestay tại Sóc Sơn. Thị trường căn hộ Thái Lan tiếp tục hút người mua nước ngoài. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đề xuất giảm bớt thủ tục khi mua nhà ở xã hội, bỏ tiêu chí về cư trú với hy vọng thời gian tới sẽ tạo cơ chế thông thoáng thúc đẩy nhà ở xã hội. Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội năm 2023. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, chính phủ đã trình quốc hội dự án luật nhà ở sửa đổi được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới. Dự án luật có 8 nhóm chính sách, trong đó có chính sách về phát triển nhà ở xã hội. Chính phủ chỉ đạo để bảo đảm nguyên tắc về tính thống nhất với các luật đất đai, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản cũng như cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia đầu tư dự án nhà ở xã hội. Thứ trưởng Bộ Xây dựng nêu rõ, chính phủ trình Quốc hội bổ sung chính sách nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp, gồm nhà ở xã hội, nhà lưu trú và chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang. Trong đó dành quỹ đất cho nhà ở xã hội, giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động dành đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội theo chương trình kế hoạch đã duyệt. Như vậy có thể dành quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại hoặc các dự án độc lập cho nhà ở xã hội. Cùng với đó là nhóm chính sách ưu đãi chủ đầu tư tham gia dự án nhà ở xã hội như miễn tiền sử dụng đất, vay vốn với lãi suất ưu đãi. Về đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, ông Sinh cho hay, dự thảo luật giảm bớt các thủ tục xác định đối tượng mua nhà ở xã hội, bỏ tiêu chí về cư trú. Như vậy công dân Việt Nam chỉ cần có đủ điều kiện về thu nhập và nhà ở. Ngoài ra, dự án luật còn cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, giao đất, lựa chọn chủ đầu tư, xác định giá bán, giá thuê mua. Thưa quý vị, khoảng hơn một năm trước, đất làm farmstay, homestay tại Sóc Sơn được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đặc biệt ở khu vực gần hồ có lợi thế cảnh quan, giá từng tăng 50-20% chỉ trong thời gian ngắn. Thế nhưng đến giữa năm 2023, thị trường homestay ở khu vực vùng ven Hà Nội biến động khá mạnh. Trong diễn đàn mua bán bất động sản vùng ven, có môi giới chào bán lô đất rộng 1.000m2 tại Minh Trí Sóc Sơn. Theo giới thiệu của môi giới, lô đất này đã có sẵn nhà ao đẹp, vị trí gần hồ đồng đò và khu công nghiệp, giá trị nhìn hơn 1 tỷ, tức tương đương khoảng 1 triệu đồng 1m2. Nhiều môi giới cho biết lượng người bán homestay, đất làm homestay tại Sóc Sơn tăng nhiều trong vòng 2-3 tháng trở lại. Không ít lô đất đang bán với giá chỉ giao động 1-2 triệu đồng một mét vuông. Nhưng chủ yếu đây là đất không có sổ đỏ, mua bán giao dịch bằng giấy tờ viết tay. Còn đất có sổ, giá bán khoảng 6-8 triệu đồng một mét vuông. Hiện tại, nhiều chủ đất đang giao bán gấp. Theo quan sát, một nhóm người bán homestay do ban đầu dự tính mua để đầu tư kinh doanh cho thuê. Nhưng đến khi đầu tư nhà, cảnh quan xung quanh và đi vào vận hành mới nhận thấy tìm được khách thuê đều đặn rất khó. Tỷ suất lợi nhuận tưởng lớn nhưng thực tế muốn duy trì ở con số 7 đến 8% một năm cũng đã khó khăn. Đầu tư homestay phải dành thời gian nhiều, công sức lớn và sự kiên trì, trong khi nhiều người vay lãi ngân hàng, áp lực trả nợ không nhỏ. Một lý do lớn khác đó là hiện Sóc Sơn đang đẩy mạnh gay gắt thanh tra, xử lý công trình xây dựng vi phạm trên đất. Vì thanh tra nên nhiều homestay không thể đón khách. Không có khách thì đồng nghĩa không có tiền. Một số chủ homestay cũng lo bị ảnh hưởng, thanh tra, bị thu hồi nên mạnh tay giao bán. Trước đó, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đã khẳng định, trong tháng 8 và tháng 9 này, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn sẽ phá rỡ những công trình vi phạm xây dựng dọc con đường bê tông lên đỉnh đồi Dõng Chum. Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy nhân dân huyện Sóc Sơn, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã xảy ra 60 trường hợp vi phạm đất đai, vi phạm trên đất diễn ra ở hai xã Minh Phú, Minh Chí. Ngoài ra huyện Sóc Sơn cũng giao chủ tịch UBND xã Minh Trí cưỡng chế sau công trình sai phép và giải tỏa các lều lán xung quanh hồ Đồng Đỏ. Thưa quý vị, trong khi số lượng người dân Thái Lan mua căn hộ trong nước chậm lại thì nhu cầu nước ngoài tiếp tục tăng mạnh, chiếm 24,6% tổng giá trị chuyển nhượng trên toàn quốc trong nửa đầu năm 2023, tăng từ mức 20,5% của năm ngoái, dẫn đầu là khách hàng Trung Quốc. Tổng giám đốc Trung tâm thông tin bất động sản REIC cho biết, sự gia tăng giá trị chuyển nhượng căn hộ của người nước ngoài là do Thái Lan đã mở cửa trở lại hoàn toàn vào nửa cuối năm ngoái. Điều này cho phép những người nước ngoài mua căn hộ bán trước quay trở lại và hoàn tất việc chuyển nhượng căn hộ. Hơn nữa, số lượng người nước ngoài mua các căn hộ đã hoàn thiện, sẵn sàng chuyển nhượng từ các chủ đầu tư đã tăng lên, ông nói thêm theo REAC, số lượng chuyển nhượng căn hộ của người nước ngoài trong nửa đầu năm nay đạt 7.338 căn, trị giá 35,2 tỷ bạc, tăng lần lượt 65,6% và 57,8%. Về khách mua, người Trung Quốc vẫn đứng đầu danh sách với 3.488 căn, tiếp theo là Nga 702 căn, Mỹ 293 căn, Pháp 269 căn, Anh 260 căn, trong khi người mua từ Myanmar đứng ở vị trí thứ 8 với 182 căn tỉnh Chonburi giữ vị trí dẫn đầu về số lượng chuyển nhượng căn hộ cho người nước ngoài lớn nhất, lần đầu tiên vượt thủ đô Bangkok. Tính theo đơn giá, loại căn hộ phổ biến nhất được chuyển nhượng là những căn có giá dưới 3 triệu bạc, với 1.586 căn, chiếm 44,5%. Mức giá này phổ biến kể từ năm 2018. Trong khi đó, diện tích căn hộ được ưa chuộng nhất từ 31 đến 60 m2 hoặc 1 đến 2 phòng ngủ với 1909 căn chiếm 53,6%. Ông Vichai đánh giá khách nước ngoài mua căn hộ đã phục hồi đáng kể, mặc dù vẫn chưa đạt được mức trước đại dịch COVID-19. Lần đầu tiên, Thái Lan ghi nhận tỷ lệ người nước ngoài nhận chuyển nhượng căn hộ xét về giá trị cao hơn 20% là vào nửa cuối năm ngoái ở mức 21,5%. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.